em chị. Đó. Chị ơi, trời ơi, tèo. Đẹp quá. Sáng ghê. Sáng giờ không làm được cây nào. Không phải chạy vào bảnh lén đứng ngay bên địa bàn của tụi nó thử thì không biết sao nữa. Thôi kệ, cứ qua bảnh đứng sao đứng tính. Ê ê ê. Đi đâu vậy? Đi qua đứng chị. Đứng ở đâu đứng một chỗ thôi. Biết ở đây là ở đâu không? Không biết chị. Nói cho nghe đi con. Ở đây là bến chị đi kẹo tao. Tính ở đây chưa? Là chợ Hạnh Phân là bến. Ủa? Của chị. Ở đây là muốn đứng chỗ nào thì đứng. Em chứ chị. Á chị luôn. Chị ơi, ý là vụ gì vậy? Vụ gì em chưa hiểu. Bến của em. Em đây đâu có biết bến của chị đâu. À bến là bến của ai? Của em. Bến anh Tèo anh coi cái bến này anh bến này là của ai anh Tèo? Bến của chị này. Bến của chị này anh Tèo sao không? Thế là chị này đứng ở đây. Em đứng giúp khách tại bên đây em quá à. Nhưng mà anh Tèo có bảo lãnh cho nó không? Không. Anh Tèo không biết gì hết kìa, rồi giờ sao có lãnh cho nó. Anh Tèo ơi, anh Tèo. Quẹo lửa đại hạ giá luôn, mua một cái áo tặng một cái quần chip luôn anh chị ơi. Đồ Sida, đồ Sida. Chị ơi, chị ủng hộ giùm mẹ con nhỏ gì vậy? À nãy giờ bến của em qua này đó. À hồi nãy mấy chị mới chị đánh lộn đúng không? Đúng rồi. Hồi nãy hai văn phòng dẫn nó lên rồi. Dẫn lên đâu? Đúng rồi, dẫn lên phường. Hình như hỏi hai cái chị tóc dài đó, anh chị nè, giờ chị đứng lên đi. Chị đứng lên đi chị. Đó cái chợ Hãng Phân đó, cái chợ Hãng Phân mà mấy ba mấy má làm gần vậy đó. Nói nghe nè mấy ba mấy má, lý giải lao giùm con đi mấy ba mấy mẹ. Vô cái chưa gì hết đầu clip rồi bắt đầu cho đánh lộn cho ăn bánh đa bánh ninh rồi. Đâu rồi còn con kia đâu rồi? Thì bắt rồi. Thì bắt thiệt rồi. Hello. Ủa mẹ ơi. Khả Lai ơi. Không có kêu nó gì nè. Khả Lai ơi. Tiểu gia phức phạt. Khả Lai ơi. Con dâu rồi. Ủa. Trời ơi. Ủa con rắn vậy. Nó nghe mày làm tao hết hồn á. Sao vậy? Trời ơi. Ủa mày ra mày làm cái gì vậy? Tao muốn quay. Tao mày tổng gì? Đúng mười mấy triệu nè. Ôi hay quá ha. À, bây giờ mình sẽ review trên người cái Lai hiện tại là bao nhiêu tiền ạ? À? Trên người mình thật sự là bây giờ hiện tại là trên người mình á. Ờ. Có 50 triệu. Đâu cái này là bao nhiêu? À, cái sợ này không? 16 triệu 500 tiệm vàng Kim Hạnh. Kim Hạnh sao hôm qua anh để con huyết vô. Ôi, hello mọi người nha. Hiện tại bộ đẹp Vũ Đô Phương và Bikini Sơn Khai Lai đã có mặt tại chợ Hạng Phân quận 4. Hi 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 hi. Hello tất cả mọi người. Thì nói đầu tiên xin cho Vanessa Vũ Đô Phương thay mặt team gửi lời chúc sức khỏe và lời chào hôm nay tất cả mọi người, những anh chị em bạn bè mình đang có mặt tại chợ Hạng Phân quận 4. Thì bây giờ em sẽ dẫn mọi người đi tham quan một vòng chợ Hạng Phân quận 4 sẽ có bán gì nha cả nhà nha. Đó thì bây giờ là em đang trong sạp chợ Hạng Phân. Thì đây là sạp chợ thì chợ chỉ bán buổi sáng thôi. Đó bây giờ là hiện tại bây giờ là 4 giờ mấy chiều rồi cả nhà ơi. Rất là đói bụng và không biết ăn gì hơn. Bây giờ em sẽ đi một vòng và em sẽ tấp vô một tiệm bán bún riêu. Rau cải đâu? Đúng rồi, rau cải. Đó có chỗ này bán rau cải nè. Bán đủ loại luôn. Em muốn ăn gì? Bún gì? Bún không. À bún. Là ăn giữa chưa má? Là ăn giữa chưa? Ở quan chưa? Quan. Thì nó cho quan nấu con ăn cái rồi qua quay tiếp đó. Má. Chồng mày đón rồi. Chồng mày đón. Đó thì hiện tại tụi em đang có mặt cái gì vậy? Lăng sợ nó không ra đây. Đây, thèm lắm mẹ ơi. Cô bún riêu của đồng gì má bánh cam cua. Đồng cổ bữa nay đó rồi. Bữa nay bán bún riêu, bán đổi món. Đó thì hôm nay em đang có mặt tại quận 4 chợ Hãng Phân nha cả nhà nha. Để chỉ cho một chút em sẽ đi sao. Ở đây là số mấy giờ vậy? Để coi nó kì quá kìa. Đợi mẹ giúp con ơi. 2C chung cư Vĩnh Hội và cả nhà nha. Đối diện là trường gì chị? Trường Chi Lăng nha cả nhà nha. Đó đối diện là trường học Chi Lăng quận 4. Đây là đối diện là sẽ có một chị gái vậy tức là dễ thương bán là bún riêu, bán theo món đổi theo ngày. Chị ơi chị.
chị lấy cho em một tô bún riêu không lấy giò cho em, chả nhiều rau trụng đừng có chín quá, giá trụng chín cho em, mắm tôm chị bỏ đường cho em, bỏ ớt cho em nhiều nhiều nha, bún lấy ít thôi, giá đừng lấy. Mẹ đi cho cái tô đi, cái tô hồng đi, nói gì mà không nghe không hiểu. Không biết là vậy đi. Mày chữ lắm luôn đi nè. Trời ơi, thử chứ lấy cho em một tô đặc biệt, không lấy giò nghe chiêu. Ai ăn gì chiêu đi mấy đứa. Cô cái ăn cái gì vậy? Đó, bây giờ hiện tại đây cho em một cái máy em chị ơi. Đó, bây giờ là hiện tại là em nhờ người đẹp Vivi quay giùm nha cả nhà nha. Đó, em đang có mặt tại quận 4. Đó, đây là gia đình sớm chợ nhỏ. Đó, em lại trước bán em trước kìa. Đây em sẽ quay cho mọi người xem nha. Đây bún riêu quận 4 cả nhà ơi. Anh chị nào mình có đi ngang qua đường chợ Hãng Vân đó, mình tấp vô mình ủng hộ nha. Đó đây em sẽ quay vòng vòng đây cả nhà ơi. Đối diện là trường học. Ôi trời, cái gì vậy? Rồi mấy má này ăn bún riêu. Trật tự ai cũng có phần hết. Đi về đi con, chúc mẹ về con bún riêu không. Trời ơi, trời ơi. Con gì chẳng thấy con gì đèn hùng nhau rồi kìa. Đó, bây giờ là em sẽ quay bún riêu cho mọi người xem nha. Đó, đây là chị gái bán theo ngày anh chị ơi. Một ngày thì bán bánh canh cua, một ngày bán bún bò Huế, một ngày bán hủ tiếu bò viên, một ngày bán bún riêu ạ. Dạ, bây giờ là em sẽ chuẩn bị khâu phần là để cho chị gái em trụng bún. Đây là cái khâu trụng bún nha cả nhà nha. Đó, anh chị nào mình ăn giá trụng hay là rau trụng, rau chín gì đó, anh chị mình cứ dặn chị em. Đó, ai ăn ớt thì lấy ớt, ai ăn cay lấy cay, không có lấy cay khỏi lấy anh chị. Đó, bây giờ là team của tụi em đến để mà ủng hộ chị yêu của em. Đó, gồm có những gương mặt như sau: Pha Việt Nam, Pha Lồng Tiếng, Pha Việt Nam phát hành bộ phim HTV7 không chiếu, HTV9 không chiếu, chỉ có HTVBD mới chiếu đây. Đó, người đẹp út nhóc. Đây, ủa chị bán gì vậy chị? Cái gì? Đọc lại từ đầu. Đọc lại cái gì? Xương sâm, xương sáo, một ép đứa chùa. Đây bún riêu. Cho lấy cho chị 4 tô đi. 4 tô. 4 tô, lấy 2 tô kiện với 2 tô ngửa. Lấy vậy. Ý là 2 tô úp với 2 tô mở. Là sao? Là 2 tô sắp với 2 tô thẻ. Nói chứ hello mọi người nha, em đang có mặt tại tiệm bún riêu của một bà chị rất là dễ thương. Hello chị. Dạ. Ăn bún riêu đi em tặng cái viên chiên nè chị. Đó, hôm nay là chương trình là em bán bún riêu nha cả nhà nha. Mong là anh chị em bạn bè bằng hữu gần xa đó mình ghé mình ủng hộ em ạ. Kế bên là chợ Hãng Vân nè cả nhà thấy không? Đó. Đó, bún riêu là mọi người sẽ giờ thấy là sẽ có giò nè cả nhà. Có giò nè, có chả nè, chả quế nè. Có cà chua nè, có tàu hủ nè, bán cho anh xuống đi nha chị. Mọi người nha, hiện tại em đang có mặt tại bên quận 2, bên chủ khu Thả Diều. Đó, thì đây em xin giới thiệu cho cả nhà, đây là chồng em. Dạ, em là Cu Đen, chồng em là Cu cũng đen hơn em luôn. Dạ, Cu Thâm. Còn anh giới thiệu mọi người, anh là Cu Thâm đi. Dạ, đúng rồi. Đó, thấy chưa, chồng em bán diều nha, cho nên mong anh chị bạn bè, cô dì chú bác mình gần xa đó, mình tấp vô mình mua con diều ủng hộ ảnh. Ảnh hoài con diều bye bye, anh có bán cái con này không bay nữa. Đâu bữa em nói với anh là hoài con diều anh có con cò nữa. Có con bịp bịp luôn. Con bịp bịp có bay không? Con bịp bịp nó nói hai cái cánh đó bye bye. Nè, cây diều của ảnh nè cả nhà ơi. Ôi, cây diều có hình lông nữa kìa. Nè, xe diều có hình lông đó kìa, mon cây nè, của Hoàng Long đó. Dễ thương nha. Ủa anh ơi, anh bán diều qua đây em hụng dẫn anh cái anh xã. Diều là em bán tầm bao nhiêu một con anh? 100.000 120 rồi. Em nói thiệt có tại có mày YouTube á. Thiệt. 120 dễ vậy. Bao trời, 120 nha anh chị nha, mình vừa quẹo vô quẹo trái qua gặp chồng của em liền. Nói chứ anh tên gì vậy, nãy anh chồng Long, anh tên Long hả? Anh Long, mọi người cứ ghé gặp diều của anh Long, sao anh không để tên chữ Long? Rồi, để về mai khẩu hiệu. Ồ, khẩu hiệu đúng rồi, mai khẩu hiệu đi để quên YouTube người ta hỏi ai vậy, chồng của cô Phương. Bé Long. Bé Long. Ôi, mua con diều 120 thả đã ha. Em mua ủng hộ chồng em con diều. Nhiêu vậy? 120 ha. 120 là có lời chưa? Em hai là có lời chưa? Chưa. Nói chứ anh chị mình ơi, đây chồng em anh Lộc nha cả nhà nha. Bán diều bán gì đam mê thôi, nói chứ bán thì ai nói không lời là xạo. Cho nên ảnh có lời nhưng mà dạng lợi ít hơn ta chút thôi. Ảnh lấy công ảnh làm lời. Cho nên mua con diều 120 thôi, mình lì xì cho ảnh 30 luôn. Đây, em đưa anh 150 luôn, khỏi thói. Anh chị với anh Hả ơi.
chỉ với Hải đi. Đó bây giờ em mua rồi nha, bây giờ là anh Lộc sẽ chỉ với Hải nhiều. Đâu chỉ với Hải nhiều. Quá vui. Anh chỉ phải gì? Mở thì ra đã. Bung dây ra. Bung dây ra. Bắt sao? Bung dây ra. Nhỏ nhỏ vừa rồi anh chỉ em đi, anh chỉ em đi. Nhỏ nhỏ nè. Bánh mì bơ sữa. Vậy vậy vậy. Giật 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 rồi đích. Đúng đích nha. Đúng đích nha. Ê bà lên cao rồi kìa. Ôi anh ơi lấy vô. Nó dướng vô kìa rồi. Rồi đổ xéo luôn. Đổ xéo luôn em. Nặng không? Nặng không? Nặng không vợ? Trời lần đầu tiên trong cuộc đời em thả con gì nó bay cao tới vậy luôn á má ơi. Ủa thấy gì cũng chạy xe quá đi chu đích ra. Bởi cao ghê luôn á. Ở dụ dưỡng vô mấy con dây của người ta sao anh? Đất chứ sao? Dưỡng vô dễ dàng đó. Ủa cao quá. Ủa xe đây luôn đẹp trai. Ôi em cũng mãi vậy chứ bộ. Ê dù mày buông cái cục đó ra nó mất con nhiều không anh? Buông cục ra mất con nhiều không? Không. Thôi buông cái cục luôn mất con nhiều. Thôi mà hỏi câu dư thừa vậy. Ê bé chị. Em cầm con dĩ nhiều ơi. Ủa kéo cái quần lên. Còn mấy nó bị tuột cái quần kìa. Em cầm mày ơi mày. Mày ơi con chịu nó lại là mày ơi. Ôi cái gì hãy gì lại. Ôi hãy gì lại. Hãy gì rồi trời. Kéo lên nhìn chị với bé. Kéo lên trời ơi kéo dữ vậy. Chúng mới vú chị kìa. Thôi chứ cảm ơn rồi nha. Ờ vui nha. Nhiều luôn á. Đây cả nhà ơi, đây là người đẹp BB chuẩn bị thả diều nha cả nhà nha. Đó đây là con diều của em nè cả nhà, con diều của em mua đó cả nhà. Đó bây giờ người ơi đẹp lắm BB ơi. Quay cái hướng này đẹp lắm BB. Hồi nãy mà quay tao đẹp không vậy? Đã ha. Lần đầu tiên luôn anh chị ơi, lần đầu tiên tụi em trải nghiệm thả diều luôn đó anh chị. Đó đây là khu Quyên quận 2 nha. Khu rất là dễ thương luôn. Đó. Khu quận 2, anh chị mình rảnh anh chị mình cứ qua đây. Ủa con anh đó hả? Dễ thương vậy. Hello con, cục vàng. Hello mọi người đi con. Hello đi, hello mọi người đi. Dễ thương rồi trời. Nắm tay mẹ nè, nắm tay mẹ. À, cuốc. Ha. Cuốc. Ha. Vỗ tay đi, vỗ tay con. Vỗ tay đi, vỗ tay. Vỗ tay bà cho ăn bánh. Không vỗ tay bà quýnh lên đâu. Dễ thương bao nhiêu tháng rồi bé? Dạ 6 tháng. 6 tháng giỏi vậy. Trước có chụp hình với anh nè. Bé này hả? Dạ, dạ. À, dễ thương quá vậy. Ơi hồi nãy chị có quay lên YouTube có sao không vậy? Dạ, không có sao đúng không? Ủa, cao quá vậy đâu? Trời ơi, ơi cả có chừng trúng diều người ta đó nha bà nội. Đó tụi em trải nghiệm thả diều nè cả nhà ơi, đây người đẹp BB. Đây người đẹp BB. Đó, đây là những anh chị em bạn bè gần xa buôn bán hàng rong giống em hồi đó đó nha. Đó, bây giờ em sẽ quay người đẹp em gái của em. Hello bé. Hello cục vàng, em bán đây lâu chưa cục vàng? Trời ơi, bán lâu rồi dễ thương không? Đó cục vàng có bán Milu nè, nói chung là đủ đồ luôn. Ủa đây là mọi người riêng hết mà đúng không em? Nói chung là anh chị mình cứ yêu thích anh chị nào mình cứ hữu duyên đó, mình tấp vô mình uống mình ủng hộ anh chị ơi. Cá sống nhờ nước, mấy anh chị tiểu thương sống là nhờ tình yêu thương mọi người. Ở đây anh chị có bán trà đào nè, trà giải nè, rồi cá viên chiên đó nè, nói chung là đủ loại luôn anh chị ơi. Đó thì em chuẩn bị ra hùng cổ đông với em gái của em. Em bán
Kìa Sơn Hà Lai đi đâu vậy? Bé Duyên, bé Duyên. Trời ơi bé Duyên kìa. À quên, bé Duyên nè anh chị. Dễ thương rồi, cho bé Duyên thả đi. Đó mấy. Mấy anh chị cũng đông lắm đó nha. Đó mấy anh chị đều đến cũng đông lắm anh chị ơi. Nói chung mà buổi chiều là nơi đây là nơi lý tưởng cho mọi người tập trung thả diều. Ủa em mới mua con diều đâu vậy? Muốn diều của anh đó hả? Dễ thương. Chồng của chị á, mai mốt có mua diều mua ủng hộ ảnh nha. Họ quay nó sao đâu? Sợ mẹ la hả? Dễ thương ghê á, hai bé học sinh đi thả diều. Đó đây hai em gái. Sao biết vậy? Đây người đẹp Quỳnh An và My Candy nha. Hai đứa đâu vậy? Chị thả diều kìa. Thả diều đi, thả diều đi My. Quay chơi rồi hả? Quay chơi. Dạ. Vợ của bé Duyên. Đó bây giờ em sẽ quay một vòng nha mọi người nha. Quay một vòng để ủng hộ các anh chị tiểu thương. Đó. Hello madam. Ok bé.